Thưa quý vị, lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 31 tháng 5 tới đây với chuỗi gần 20 hoạt động cùng hàng loạt chương trình kích cầu du lịch kéo dài đến ngày 9 tháng 6 năm 2024. Ban tổ chức khẳng định chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại không bán vé. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện một số cá nhân bán vé mời trên không gian mạng là sai quy định. Ban tổ chức cho biết đã có hơn 100 doanh nghiệp công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá, về chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, tham quan, tour tuyến cho người dân và du khách. Đặc biệt đã có 15 thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến 50% không giới hạn số lượng cho các hãng hàng không để áp dụng cho khách đi máy bay đến thành phố Hồ Chí Minh trong sự kiện lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh diễn ra. Đặc biệt có hơn 50 chương trình du lịch giảm sâu từ 10% đến 60%, trong đó các chương trình du lịch đường thủy hấp dẫn, ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, tour lãng mạn trên dòng kênh huyền thoại, Sài Gòn River Sightseeing, ngắm sông Sài Gòn bằng du thuyền 2 tầng, tour Bình Quế, Thanh Đa, Miếu Nổi, tour Sài Gòn Củ Chi, tour Sài Gòn Vàm Sát, Cần Giờ, ngắm sông Sài Gòn bằng du thuyền 2 tầng.